cái đường RA đấy. Trừ 1 đó là 3 dương theo chiều trước sau. Thì dù bất cứ sử dụng cái phương pháp nào thì cái phân tích Reddy nó cũng thỏa mãn tương thích với cái phương pháp Reddy này. Nó rất là hay, là vì nó khá đơn giản mà nó trùng đa số các trường hợp, kể cả trong trường thay đổi về kích thước dòng. Thì tôi sẽ nói cụ thể là sẽ bắt đầu mình sẽ sử dụng bây giờ. Có thể các bạn có thể dùng